Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ bạn nữ có thể giới thiệu trích ngang lý lịch của mình được không? Em tên tên Mỹ, 26 tuổi, ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Em làm bên công ty lắp ráp thôi chị. Còn bạn nam? Dạ, em tên Lai Chí Khền. Hả? Dạ, em tên Lai Chí Khền. Dạ, em hiện 23 tuổi, đang làm ở công ty giày bông chen. Một bên là linh kiện điện tử, một bên là giày. Nhưng mà Khiền ở đâu chứ? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy là cũng ở chung với nhau rồi ha. Dạ. Ở chung nào? Một chút xíu mình có thể chở nhau về chung đường được rồi. Dạ. Anh em đi xe buýt. Hả? Anh đi xe buýt hả? Dạ. Còn bạn kia đi xe gì? Dạ anh đi xe máy. Rồi vậy là một xe được ừ, rồi. Không được đâu. Mình giới thiệu một chút xíu về mình. Điểm mạnh của bạn là gì? Dạ em vui vẻ, hoạt bát, nói chung là dễ gần lắm. Rồi điểm yếu của mình là gì? Hay tin người. Cái gì cũng tin hết, ai nói gì cũng nghe hết. Tại sao bạn ế? Chắc tại dữ quá. Dữ hả? Ai giờ cũng nói dữ hết trơn. Mà có dữ không? Mày cũng có. Dữ cỡ nào bạn? Đánh em là khi mà nóng lên là em không có nhịn ai hết á. Phải nhịn em đi rồi em nhịn lại. Chà. Bạn trai thấy sao cơ? Thì tính em hèn lắm chị ơi. Hèn á? Hèn, hèn. Hèn á, hèn nha. Nói từ bỏ nha. Em cũng nhịn nhục ghê lắm. Nhịn nhục ghê lắm hả? 23 tuổi còn quá trẻ đúng không bạn? Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, lúc em vô làm công ty mới có quen một bạn nữ. Quen được một năm, sau đó chia tay, tới giờ là được 4 năm. 4 năm nay không có người yêu? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, bạn đó khắt khe với em. Khắt khe? Dạ. Khắt khe là sao cụ thể luôn? Lúc đầu đi tập gym á, bạn đó cấm em. Cấm không vô đi tập? Dạ. Lý do cấm? Em thay đổi bản thân, bạn nó không đồng ý. Rồi cấm gì nữa không? Mình nói chuyện với bạn thân với mình giống bạn nam, hai bạn nam nói chuyện nhau thì bạn nữ cảm thấy không khó chịu cũng cấm luôn. Dạ. Bạn nữ nào mà khó dữ vậy? Nên em cũng chia tay luôn. Bạn nữ bên kia có cấm người yêu của mình không? Không cấm gì hết á, mà có con cái là làm gì nói chứ đừng có mà làm xong rồi về mới báo. Tiền trả mà hậu tấu là không được. Dạ đúng không? Dứt khoát vậy ha. Dạ. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ ba mối. Ba mối tình. Dạ. Tại sao chia tay? Nói chung mối đầu tiên thì giàu hơn thì họ nói em thì không có môn nào đối vậy á. Rồi. Người thứ hai thì tánh người đó giống như gia trưởng quá đi. Xong cái gì nói ra bắt em phải nghe theo. Rồi chia tay luôn. Rồi thôi chịu nói bỏ. Rồi cuối cùng nhỏ hơn bắt đầu cái gây lộn nghiếc luôn. Suốt ngày vậy đó. Không biết bị gì nữa. Là người cuối á hả? Dạ. Nhỏ hơn bạn hả? Nhỏ hơn 3 tuổi. À bạn cần tìm một người bạn trai như thế nào? Tính tình thì chậm chậm xuống xíu. Tại vì em nhoi lắm. Lên đây em ráng kiềm chế mình không nhoi chứ. Nhoi là sao? Ví dụ như cái nhoi của bạn là nhoi sao? Thích mà giỡn bạn trai em nhây lắm. Em cắn. Em cắn cái bữa đổ máu luôn. Cắn đổ máu luôn hả? Trời đất ơi. Ê. Với lại trời đất ơi. Chơi gì chơi ác thì cắn đổ máu luôn vậy đó hả? Giỡn, giỡn nhây qua khi lố không biết. Giỡn vậy đó hả? Dạ, giỡn nhây dữ lắm. Trời. Bởi vậy mới nói là cái tánh của em nó hơi khùng khùng á. Nhiều khi về nhà chồng á mà giỡn kiểu đó cắn ma má chồng chắc không có. Không có người lớn cắn. Hả? Cắn chồng hả? Thì chỉ cắn chồng thôi. Cắn cái người nào không quýnh mình được thôi. Chuẩn bị nha. Nghe hớn ăn như vậy. Hớn ăn quá. Có biệt tài gì không? Tài lẻ gì không? Tài lẻ thì em chỉ biết ca. Ca hát nhảy múa gì đó. Rồi thử làm cái cho nó xung đột đi. Nào. Bây giờ không, chưa có bị tâm về tâm lý là nhảy nữa. Cần gì tâm lý? Cần gì tâm lý đâu mà tâm lý. Nhảy phải có nhạc mới nhảy. Rồi có nhạc luôn, mở nha. Giờ muốn nhạc gì? Chung là vô nhạc là nhảy thôi chứ. Trời ơi, dữ. Mạnh lên. Mạnh lên. Yo. Hello. Yo. Oh yeah. Nào? Súng lên, súng lên. Súng lên. Cầu ở đó. Đó, đúng rồi. Vô. Quay vòng vòng. Em coi anh ơi. Em tuột cơm, tuột máu anh ơi, tuột cơm. Gì? Tuột gì? Tuột máu, tuột máu. Tuột máu. Trời ơi, đàn gái súng lắm em ơi. Thương quá. Đàn gái súng lắm, vui lắm. Bạn nam mình làm gì lại đi chứ. Dạ, tối qua em cũng học một bài hát. Rồi hát bắt đầu. Dạ. Bài Đưa Nhau Đi Trốn. À, trời ơi, đi trốn trời. Đưa gì mà đưa nhau đi trốn rồi. Giờ đứng lên nè, đứng lên. Ráp nó phải vậy nè. Ôi, ôi yeah. Yeah, yeah, yeah. Nói vậy đó nha. Dạ. Cho nó không khí nó không có quên. Vô. Dạ, để nữa nè. Bố em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em hút ít hơn. Bố anh hút rất nhiều thuốc. Mẹ em hút lại nhà. Bố anh này đi lại, còn mẹ anh gọi đến từng nhà. Đã lâu rồi mình không về, chẳng liên lạc gì cả.
chỉ cho em một mảnh giấy. Chỉ cho em một mảnh giấy. Đừng lo, đêm nay con đi chơi xa. Em ơi, đi trốn với anh, mình đi đến nơi có vạt núi xanh. Trẻ con xe anh chở em chồng chành, phóng tầm mắt đến trời mới. Tôi không hiểu rồi, ngồi đi. Mệt quá. Rung quá. Vậy đó hả? Dạ. Gì đúng mà. Bài đó hay lắm mà. Hay lắm. Hay lắm mà hay. Có nghe nè, bạn gái lớn tuổi hơn có ngại gì không? Dạ, em thích ghen quen bạn gái mà lớn tuổi hơn. Chi vậy? Tại chững chạc. Rồi kêu bạn gì? Kêu bằng... chị ơi, anh yêu em cũng được. Nhớ nha. Dạ. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Thích người con gái như thế nào? Dạ, biết lo cho gia đình và công việc. Nếu bây giờ hai người lấy đứa lấy nhau mà mình bạn gái mình, vợ mình lớn hơn mình thì ai lo cho ai? Trong gia đình ai lo cho ai? Dạ. Chung là tôi đang bị mệt á mà tôi nghe nói chuyện giống như đọc rap, tôi muốn xỉu luôn á. Nói nhanh lên coi. Dạ thì chuyện gia đình thì mỗi người chia nhau ra làm, em lo giống như là rửa chén rồi, còn bạn nữ lo nội trợ nấu nước. Có chuẩn bị gì cho tinh thần để đám cưới chưa? Đi làm em giữ tiền hết em đâu. Dạ dạ, muốn đám cưới là xin tiền mẹ. Dạ. Trời ơi sao mà nói xong xong nhau rắn rắn vậy trời. Không gì đâu chị, tại em nói nhanh dữ lắm. Phải không? Phải không? Nói nhanh lắm. Nhưng mà bạn các bạn tập gym, em có thích đàn ông tập gym không? Tập gym được chứ, miễn đừng tập tập 73 được. Cô bên kia rất là hiện đại, gọi là năng động á. Dạ. À, hôm nay bạn em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân tên Châu. Châu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ em muốn nói với bạn em một tí là khi nơi mình thấy là chị bên đây á là vui vẻ lắm, năng động. Hợp không? Dạ hợp. Xứng đôi rồi ha. Mình có đi với ai không bạn? Dạ em đi với chị em ạ. Chị ruột hả? Dạ chị ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì em thấy em bên đây á, em mới 23 tuổi thôi. Em cố gắng nếu như hai đứa quen lâu dài thì em nên lên chín chắn một tí ha. Chị em muốn nói gì với chị đó không? Bạn trai. Dạ. Nói gì với chị kìa, thuyết phục chị trước đi. Em thì em cảm thấy em đủ chín chắn rồi. Còn về bạn nữ thì nếu bạn cần chỗ dựa về anh tinh nói thần lớn hoặc rồi là bạn. Nói lớn một vai vững chắc thì em sẽ dư sức. À nếu bạn nữ cần một chỗ dựa và bờ vai vững chắc thì em đủ sức. Đó, anh nói vậy đó. Rồi giờ nãy chị gái thấy mệt rồi. Chúc chị đi xe máy mệt lắm. Chị đi xe buýt đi nha. Thôi để hai em nhỏ đi xe máy để nó tâm sự ha. Hy sinh vậy. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt đi. Rồi mời bạn. Mình chào bạn. Cái gì? Chào chị. Về có mua hoa cũng tặng mình. Có mình tự làm nên nó hơn. Đúng không? Nếu mà nói là làm chỗ dựa thì phải nói chuyện cho nó mạch lạc ra. Chứ nói chuyện mà nói cũng không được, làm sao mà mình dựa người ta dựa được. Chứ khi nó dựa ngã một bên. Chỗ dựa này chứ không phải là quen nhau thân rồi thì mình nói chuyện sẽ không lắp bắp nữa. Hồi nãy nói mở màn lên nói làm sao? Khó quá. Vậy chứ tôi nói được, như em ơi chị yêu em. Đó. Bạn thấy mạnh mẽ lên, trời ơi bạn trai tiến lên. Thấy bạn nhìn cũng dễ thương. Có gì muốn nói không? Sao lắp bắp hoài vậy? Bạn làm ở Bình Dương công việc ổn định nhé. Thì hiện tại mình vẫn làm công ty nhưng mà trước sau này suy nghĩ sẽ làm một cái quán cà phê và sân vườn thôi chứ không có lớn lắm, nhưng mà cũng đang cần sự đầu tư. Nếu bạn có muốn thì hùng vốn cùng làm cũng được. Cái để về hỏi mẹ cho. Cái gì cũng hỏi mẹ hết hả? Rồi, vậy mẹ giữ tiền mà. Nếu như mình cầm tiền thì giống như là xài phung phí lắm. Rồi lỡ như dắt tôi về ra mắt rồi mẹ không cho rồi sao? Chuyện tình cảm thì mình tự quyết định. Sao tình yêu gì mà tôi với cái nghe mệt quá à. Chị ơi anh yêu cái em. Cái này chắc phải quen thân người mới nói. Giờ nói thử coi, tập đi. 2, 3. Nói, ông bạn nam có vẻ hơi yếu thế, bạn nam phải không thể phải hiện phải đôi tình... khi tình yêu nó hơi bối rối vậy đó. Chắc chắn là em yêu chị rồi. Bạn tập gym, em tập gym ở đâu vậy? Tập chưa? Tập rồi. Tập rồi. Có muối nào chưa? Dạ. Có muối nào chưa? Thấy muối quá trời luôn chị ơi. Đâu? Có hai cái tay bự ghê luôn. Bự hơn gốc chuối em. Dẫn bạn đi tiếp đi. Thôi, vô tình yêu. Nói hoài mặt người ta đã mất máu hết trơn rồi kìa. Kệ nói sao cho mất hết máu luôn đi. Tội nghiệp người ta tuột máu ngồi xỉu không đỡ không nổi. Dạ nói thật nè, dạ. Em có thấy trái tim mình rung động trước người đối diện chưa? Cũng có. Cũng có rồi hả? Thích bạn ấy chỗ nào? Thích cái tính cách mà năng động. Còn gương mặt thích chỗ nào? Bạn ấy cười cũng đẹp. Cười cũng đẹp với trời đã chưa? Thôi nói một câu gì, mỗi người nói một câu gì thật tình cảm xong mình tiến hành. Nói rất nha.
cứ quên bấm rồi mình quên bấm mình bất cỡ dữ lắm. Ở đây bấm là phải hôn nhau nha, bấm là hôn môi nha, bấm là yêu đương rồi. Không không, bây giờ tôi nói rồi, nếu bấm á là phải hôn nhau thật sự trước mặt mọi người, còn không thích là không có bấm, chứ không phải bấm ở đây là bấm chơi để đừng có mắc cỡ. Trời ơi anh Hùng, đi cái mặt cũng đỏ như không nói rõ ràng như vậy, có bà con làm chứng nha bà con. Rồi em nói gì một câu với bạn gái đi. Này nói câu này tôi thích lắm nè, I love you bác, nói đi, nói là tôi chịu rồi. I love you. Trời. Được rồi, quay lại. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha, không phải chuyện giỡn chơi nha. Tính tới hôn nhân nha. Mà muốn vợ lắm thì sao? Nói từ nãy giờ không nói được một câu nào. 3, 2, 1. Rồi đó, tay người yêu. Làm gì bấm lẹ vậy? Ta chưa đến dạ. Mà bấm rồi, đỡ rung rồi. Dạ. Làm gì ta chưa có đến mà bấm rồi. Cái phản xạ tự nhiên đó. Rồi giờ ôm hôn đi nào. Bắt buộc phải ôm hôn với nhau, bấm rồi là phải hôn. Nắm tay được. Không được. Vậy đứng tới hoài luôn. Nãy ta có giao kèo trước bà con làm chứng rồi. Bà con ta làm chứng rồi nè. Thôi em kiếm chỗ kính em hôn với. Kính gì mà kính? Ở đây à. Luật chơi nè, luật chơi là... Ủa có đi luật chơi hả? Này là có. Luật chơi đâu. Có. Thôi có luật. Em nghe nói là lên đây không phải chơi. Em nghe vậy đó, không phải chơi. Lên đây là để tìm đối đúng tượng rồi. Kết hôn. Và bây giờ mình đã đồng ý đây là cái đối tượng tìm hiểu để kết hôn. Thì nụ hôn ghi dấu cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Chuẩn. Chuẩn. Thì Tường nói mà không chuẩn sao được. Rồi bắt đầu. 3, 2, 1. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, giỡn gai ga luôn trời ơi. Bây giờ em hôn lại cái coi. Đó. Vậy mình nó... Ê, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định xích roi đánh chồng. Xấu xấu nhưng mà kết cấu đẹp cũng được. Đi ra đường mà mặc quần đùi với đi dép lê là em không có. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai thưa quý vị. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn Nữ bước ra sân khấu. Rồi, bạn Nữ giới thiệu gì mình đi. Em tên là Hoàng Thị Minh ạ. Em năm nay 23 tuổi và em đang làm giáo viên mầm non ở quận 12. Em ở đây bao lâu rồi? Em quê gốc ở Thái Bình nhưng mà em đã chuyển về đây cùng với gia đình. Rồi, bây giờ mình nghe bạn Nam giới thiệu trước nhé. Mình sẽ tâm sự sau. Dạ, em tên là Hoàng Trọng Khảm, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng, em cũng vừa mới tốt nghiệp mà cao học. 31 tuổi? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ thì em có 2 mối tình rồi chị. Là tại sao lại chia tay? Thì nói chung là do bạn gái dữ quá anh. Dữ là dữ cỡ nào mà phải chia tay? Dữ cỡ như là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định xách roi đánh chồng. Ồ, đánh bạn luôn hả? Bây giờ thì anh muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, người yêu thì em muốn là cái thứ nhất là ngoại hình với lại khuôn mặt là dễ nhìn. Hoặc là xấu xấu nhưng mà kết cấu đẹp cũng được. Kết cấu là sao bạn? Dạ, kết cấu đây là tâm hồn đó chị. Chắc là chị lại đang nghĩ về cái khác nữa. Trước tiên là 23 tuổi thì cũng còn quá trẻ. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em mới có một mối tình ạ. Em yêu khi em còn là học sinh ạ. Nghe mối tình đó được 5 năm và khi cách đây 3 năm thì em chia tay bởi vì em phải theo gia đình vào đây. Em chuyển cùng gia đình vô đây luôn ở quê á hả? Dạ. Từ hồi vô đây giờ 3 năm mà không có đối tượng nào đeo đuổi mình sao? Cũng có nhiều đồng nghiệp hoặc là phụ huynh thấy dễ thương xong à cũng giới thiệu nhưng mà người thì em thấy họ keo á, còn người thì họ ít quan tâm với em lắm ạ. Keo hả? Dạ. Keo bo ấy. Bạn trai có keo không? Bạn trai có keo không? Dạ không chị ạ. Thế nào là keo bạn? Em không hiểu rõ nhưng mà có một lần em quen cái anh này mà anh ấy mời em đi ăn mà anh ấy chỉ trả có một nửa tiền thôi. Rồi đó. Bạn trai nào chỉ cho tôi tới tôi coi coi. Ai mời?
anh ấy mời ạ. Nhưng mà rồi cái lúc đó là bạn xử trí thì sao? Em trả luôn cái suất ăn đó. Hôm nay cũng là nhiều tội tôi từng trải mà tôi chưa hề thấy cái tình trạng này nha. Cảm ơn bạn cho chia sẻ em cái thông tin. Không, tôi nói là xài chữ Mỹ đem mà nay nó trả mà. Mà Mỹ thì phải nói trước với nhau chứ, rủ như bên đây người ta không đem tiền theo sao? Tại anh chứ sao? Hay da. Có mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, thì nếu như mà có cơ hội thì em sẽ mời bạn đi uống cà phê. Trả mình thôi hả? Dạ không, trả luôn cho bạn. Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương, chứ tại sao em ế? Tại môi trường của em cũng ít tiếp xúc á. Hàng ngày em đi làm thì tiếp xúc với trẻ, đến khi về thì nói chuyện với phụ huynh rồi em về nhà thôi. Tối tới mà có tin nhắn hoặc là điện thoại tới là em biết ngay là phụ huynh gọi hỏi thăm bé thôi, chứ cũng không có ai gọi hết trơn á. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh ấy có chiều cao một chút ạ, khoảng 1m7 trở lên, ngoại hình ưa nhìn ạ, và một công việc ổn định ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Đó là keo kiệt ạ, là sống không sạch sẽ, họ bề bộn ạ. Với lại đi ra đường mà mặc quần đùi đi dép lê là em không có. Có mang giày, cứ dép lê kệ người ta chứ, nhiều khi đi dép lê thoải mái có gì đâu mà em không thích. Như thế em thấy thể hiện một người đàn ông bê bối, anh đi ra ngoài họ không có chỉnh chu. Anh chuyên môn đi dép lê. Anh trai thì sao bạn? Xin lỗi bên đàn gái, bên đàn trai hơi bị đẹp trai à. Phải không? Đang học cao học à. Dạ, học tốt nghiệp rồi ạ. Dạ, tốt nghiệp cao học à. Mặt đẹp trai nè, dễ thương, đàng hoàng, sạch sẽ, có giỏ hoa rất đẹp. Có nổ quá không vậy? Không, nói thiệt. Ủa em cũng đẹp chứ bộ anh. Chúng ta đó, giỏ hai. Đẹp thì chị ghi nhận rồi đó, nhưng mình có tật xấu gì không? Em hay quên lắm chị, với lại nói nhanh. Đây là em lên em kìm lại nói nhanh chứ em nói khá nhanh. Em không có tính kiên trì. Làm cái gì mà gặp khó khăn em làm hoài cũng được là em bỏ. Sở thích bạn trai là gì? Dạ, sở thích của em là đá banh và em cũng thích nuôi chim. Thích loại chim nào? Dạ, những con biết bay thì em đều thích nuôi cả anh ạ. Những loại không biết bay? Dạ, những con không biết bay thì mình không thể nuôi được nó. Tại vì như con chim cánh cụt đó, nó ở Nam Cực là. Dạ. Chắc anh đang nghĩ về con chim khác nữa. Anh nghĩ chim cánh cụt thôi. Bạn hãy đoán ấy người ta quá ha. Dạ, nhưng mà em đoán trúng chị ạ. À. Nhưng mà tóc này màu đen quá ha. Không, đẹp mà, sáng sủa mà. Dạ. Xà treo mút gì mà sao tóc láng quá vậy? Dạ, bữa nay được mới gặp trực tiếp chị, thực sự chị đẹp hơn ở bên khi em coi chương trình rất là nhiều. Định chặt chém mà khen câu cứng họng luôn rồi. Tâm lý quá ha. Nó nghe về chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì cưới liền được chị. Dạ thì nói chung là nhà cửa thì em đều có cả rồi. Rồi. Có thể là nhà to thì chưa có, nhưng mà nói chung là có dạ, nhà là có sung rồi. Sướng rồi. Ngon rồi. Dạ. Ngon rồi. Rồi công việc em cũng ổn định. Mình có tật xấu gì không? Công việc của em đi làm về mà mệt mỏi, ai mà hay cầm ràm thì em hay dễ nổi nóng lắm. Với lại em hát cũng hơi dở. Hát thử câu coi dở. Dở cơ nào, thích mấy người hát dở lắm. Dạ tại vì em đã coi chương trình này lâu nên em biết em nói hát dở thế nào. Chị Cát Tường chị cũng bắt hát. Mà nếu như chị Cát Tường không bắt hát thì chị Cát Tường cũng bắt hít đất. Cho nên là em cũng chuẩn bị sẵn bài hát rồi. Em xin hát tặng bạn bên kia bài một khúc trong bài Chim Trắng Mồ Côi. Cũng chim nữa ha. Thích chơi chim. Thích chơi chim, hát cũng có chim trong nữa ha. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cắn cỏ ăn chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Được, ổn. Đàn trai đúng là có tài thiệt, hát hay, nuôi chim giỏi. Ra đây coi nhà gái đi rồi nói chuyện. Nè em trai. Trời đất ơi. Sao mà người đâu mà dễ ghét dữ vậy ta. Giọng hồng giọng em rất đặc biệt nha. Giọng ngang lần là nhớ vụ. Tại người ta cứ nói em là đặc con gái miền Bắc á. Chắc là em thương yêu quê hương quá cho nên là không bỏ được cái giọng anh. Không bỏ giọng được à? Dạ. Giọng lạ nhỉ. Em thích lãng mạn không? Em thích con gái hầu như ai cũng thích lãng mạn chứ anh. Tình yêu mà nó khô queo, nó chán lắm hả? Dạ. Nếu như mà mình giận thì mình muốn bằng trai mình làm gì để mình hết giận? Em là một người không giận đâu rồi. Nói chuyện với em một chút là em hết giận. Nói chuyện gì mà dễ hết giận vậy? Chỉ cần nhắn tin là hỏi em đang làm gì hoặc là hôm nay có đi làm không là em hết giận. Chứ đừng có im lặng là em không thích những người. Rồi, như vậy quá đơn giản. Quá dễ luôn, có gì quá dễ. Được lắm ạ. À. Hôm nay bạn trai đi có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Dạ bữa nay em đi có mẹ và em gái với lại hai người bạn em ngồi dưới ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Từ nãy giờ thì tôi nhìn bé bên này thì cũng thấy rất là dễ thương. Người thì khỏe mạnh, nói chung là mẹ thì nhận xét như vậy, còn thì tùy ý con thôi thì con quyết định. Chào bác gái đi. Con đầu tiên thì con chào bác ạ.
Hôm nay bác đi tới đây thì con nghĩ là nếu mà con có cơ hội được định tiến tới với anh nhà bác, con hứa mình sẽ cố gắng đủ khả năng của mình để làm hay chồng quá. Lớn ạ. Sao bác ngọt ngào quá hả? Thế hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không nè? Dạ em đi cùng chị gái em ạ. Chị ruột luôn hả? Dạ vâng ạ. Rồi chào gặp chị. Dạ. Theo như em nhìn bạn bên này thì cũng được, hiền, cũng gọn gàng, thương. Nhưng còn để mà hai em đến với được với nhau hay không thì đó là quyết định của hai em. Như vậy là ý kiến người thân đều tốt hết. À khoan, nhưng mà trước khi hai bạn nói chuyện với nhau, nãy giờ chị quên hỏi em một câu. Bạn trai là lớn hơn mình là 8 tuổi. Em có thấy lớn quá không hay là vừa? Dạ không, bởi vì trước giờ em rất thích mẫu người lớn hơn em nhiều tuổi. Tại vì người đó thì thường chững chạc hơn nên em thích người nhiều tuổi. Với nhau sao 7-8 tuổi là chuyện bình thường. Chúng ta kéo màn lên đi. Đôi trẻ gặp mặt với sự chứng kiến của hai gia đình, hai bên. Bữa nay anh tới chương trình có màn có hòa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. À em ở đâu nhỉ? Dạ quê gốc em ở Thái Bình nhưng mà giờ em đang sinh sống làm việc quận 12. À anh thì ở chỗ quận Thủ Đức, rất là gần cho em. À tại em cũng ít đi nên là không biết nó có gần hay xa nữa. À còn quê gốc của anh thì ở ngoài Nam Định. À vậy ạ. À, Nam Định là bên cạnh Thái Bình luôn ạ. À ấn tượng đầu tiên là anh gặp em là anh thấy em rất là dễ thương. À, hiền lành. Nếu mà có thể yêu nhau thì bao giờ anh có thể kết hôn? À, tại vì anh cũng lớn rồi, ba mẹ anh thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là anh muốn là trong cái thời gian sớm nhất. À, em nghĩ là khoảng dưới một năm. À, dưới một năm. Ừ. Tại em không thích yêu lâu, cảm thấy lãng phí thời gian. Anh thì nghĩ là một năm nó hơi dài, chắc anh nghĩ có khoảng 10 năm. Càng sớm càng tốt. Hai bạn là cùng chung họ Hoàng đấy, lại ở gần nhau nữa, còn tháng sau. Để mấy đứa thì bà ai giữ tính luôn đi. Em là người khá thoải mái. À, giả sử như sinh con đi thì em thích con trai trước hay con gái trước? À, em thích con gái trước ạ. Ờ, à, cũng giống anh. À, nói nhiều rồi nhưng mà anh cũng muốn là đúc kết lại trong một hai câu hát của anh thôi. Là để thể hiện cái tình cảm anh dành cho em. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê đem lễ cau trầu. Mẹ cho lần hỏi kết hoa bằng thuyền cô dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn trắng nhiễu vàng mượt đầu. Nè, bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Mình cố gắng đưa chim vô đọc nè. Nó mới chịu. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Mình đáp trả lại bạn trai mình đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và môi hôn ngưng. Thôi được rồi, như vậy là cũng tạm thời hiểu nhau rồi. Chúng ta sẽ đi đến quyết định xem có bấm nút hay không. Với ba tiếng đếm, một bên là mẹ, em gái, một bên là chị và hàng triệu người đang nhìn chúng ta. 1 2 3. Chúc mừng các bạn, hãy nắm tay nhau thật chặt đi các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng vậy? Dạ, mỗi người của con thì tính trắng, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Mình muốn người bạn trai của mình đẹp. Dạ thôi, đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. À, lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Bây giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi.
Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở Tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người, con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á, và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ. Với lại lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt à. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình thôi, chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn nam không ngại thì bạn nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ con làm văn phòng. Ơi. Bên đây là trai cũng hot boy đó. Nào mời nhà gái. Đấy trời ơi. Chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Được không? Rồi thôi bây giờ vậy hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với sếp của con ạ. Dạ chào sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh, nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất ngay là mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút.
trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh rất cục. Hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và đúc ra bọc. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, em cảm ơn ạ. Cái quà anh tặng em là giống kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ, dạ. Bó hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận về anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ hôm nay anh bọn sơ mi trắng cho nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi à? Thật lòng với nhau. Ừ. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình. Còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi thì chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tuổi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Người ta biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó còn lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Hậu đậu trong tình yêu của em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉn đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chú. Hiểu sơ sơ. Tinh thần sơ rồi con sơ, ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung đó, nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi.
Chứ nếu có gia đình chắc không đến nỗi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài này bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toreko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzu suru no motto. Thôi con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Chân nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế em. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao, nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói với cái ông kia làm gì. Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói cũng dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi thì tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói họ nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Ê, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. À, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn không nhẹ một cái được. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á con. Thiết âm mưu. Tại con quay qua ngay nó. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Tự lập từ rất sớm. Trong công việc thì em luôn đặt cái uy tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Anh có bị hói không? À, anh không hói. Anh có hô không chị? À, anh không hô. Anh có hút thuốc không chị? Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời bạn gái.
Rồi bây giờ là bạn gái có mặt trên sân khấu rồi, mời em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Chào em. Cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như toàn bộ khán giả qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Văn Hóa, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em 34 tuổi. Hóa làm công việc gì Hóa? Em học trong ngành quản lý môi trường, đã làm chắc địa nhiều năm ở nhiều nơi. Bây giờ thì em đang kinh doanh, cái ngành của đồng tộc em là kinh doanh bất động sản. Em có nhà, kinh doanh quán cà phê và một số lĩnh vực khác. Trời ơi, nghe người đàn ông này giới thiệu, Duyên cảm nhận đây là một cái người mà rất là lịch thiệp trong cái ăn mặc cũng như là trong cái cách nói chuyện. Và người chắc là không có xả rác á, tại làm môi trường lâu rồi đó. Còn mình thì sao? Dạ. Bạn gái mình giới thiệu coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn và anh bên kia và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi, em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, lên thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Em gái, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát. Em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ những lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càm ràm xong rồi bỏ đi. Em có, rất có là nói ngại. Lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn, nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống người thật thà, chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh. Và em quyết đoán đúng rất nhanh. Cái gì cũng nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được. Đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Rồi trong tình yêu, không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. Mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Nó là cái bi kịch rất lớn. Bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc và ngồi lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một cái nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên... Cái công việc thì em quá ham công việc. Quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra. Thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết, thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông, đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. Để chi để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là kéo dài 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào là có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó mà cứ lận lựa hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ tôi thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. Và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Có căng thẳng không vậy? Cũng hơi căng thẳng một xíu, nhưng mà tự tin vẫn nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào, nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự chung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp. Em cần sự chung thủy là quan trọng nhất. Em đã nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là dẫn em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết. Thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ em chào. Chào em gái xinh dạ, đẹp. Em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó anh có bị hói không? À anh không hói. Dạ. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hôn chị?
hơi hơi. À, anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ. Anh có hút thuốc không chị? Anh ơi, có hút thuốc không anh? Dạ, em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu, không thuốc. Em dạ. Yên tâm rồi nhé. Dạ. Anh có biết làm việc nhà của em có em, không? Em thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc, nên những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được hết. Dạ, vậy là được. Được. Thôi, ok rồi. Ok rồi. Được rồi. Này đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. À, chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Đó, dạ. Chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai, anh trai này cũng được. Thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Thì hôm nay là con đi với hai cô. Là em ruột của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai người anh trai với ba người bạn. Mời dạ, em chào các anh. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. À, chào mọi người gái. Dạ em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Và cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. À. Em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào. Coi có hỏi không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. 99 bông hồng. Trời ơi. Tượng trưng cho cái sự vĩnh cửu. 99 bó hồng. Bình chặt. Tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Cô mở thử cái món quà đó. Đưa chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Con xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon là lắm. Là cái người mà vun vén tất cả. Và nịch. Còn đây thân nịch này thì tự như là nó suy tự dây thắt. Nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em. Em có. Nhưng mà cái dây nịch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn. Tặng à, bạn. Của nữ. Có một cái gì mà muốn giữ em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi, cô thâm thúy quá à. Dây nịch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Đóng hay là mình cứ bên chấm hết yêu nhau đi anh. Hay là cái gì mà muốn gì. Em rung. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng đem tặng anh một cái xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của tụi mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và đi hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạo nào. Đấy đó, okay. Tao mới hát rồi đó, mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu. Đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. À. Còn anh thấy em sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần người phụ nữ, một gia đình, dạ. Một người vợ và những tiếng trẻ thơ trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ. Và mọi người thân trong gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy một sự phúc hậu là đủ quá đủ rồi. Ừ, dạ. Em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm á. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn ngoài xã hội. Dạ. Thì đứa là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, về ăn hiếp hoài là mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Dạ, đúng rồi, em thì ở Định Quán Đồng Nai. À. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. À. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó.
Anh được. Có thể thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ. Thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Vậy sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Về việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa, nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng. Anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng. Nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại. Rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ theo người mẹ. Cũng để thấu hiểu được cái phần nào. Thì ở chung với ở riêng không quan trọng. Dạ, như mà như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của anh là tốt hơn chứ. Rồi, ok. Dạ. Nghe câu này á, rất là hạnh phúc, coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được em nói những cái lời này. Tại cái mặt nó phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nên muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngờ ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ, chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội mà tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay. Từ lúc có thay đổi như thế nào, mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị thì câu gì đi. Xin chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu hay làm vợ của anh ở nhà. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó. Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn, nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người con được hôn đi. Bạn gái, bạn. Anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé.